vàng cam vàng camera rất là dữ. Rồi em kéo đi. Chỗ đi. Ừ, quay phim á. Thì làm kéo đi nó nên tránh lấy ảnh vậy. Đây là mấy chị em nghe nhà. Đó. Đây cái này là chị lớn nè. Đây là anh em dòng nói chung là bà con dòng họ không à. Tại vì tình hình dịch quá trời không có người lạ gì. Nè đầy đủ hết ha. 5 nè, 6 nè. Đây là giới thiệu từ người ơi. Đây là 5 nè, 6 nè. Giới thiệu từ người ơi. 8 nè, 9. Bù đâu. Đây là con của cậu Sáu nha nhà. Chưa có chồng. Em chưa có chồng. Con của thiền trưởng nha cả nhà. Con thiền trưởng đây. Vô mình vô luôn. Em cũng chưa có. Đón đàn trai qua nha cả nhà ơi. Trai qua bằng giỏ nha. Thì ở miền Tây sông nước thì đi giỏ cho nó an toàn. Đây thuyền trưởng nha, nha. Chú gửi hay mày? Từ từ chạy. Chú gửi hay mày? Bên đàn trai qua 40 người nha cả nhà. Còn giỏ nữa. Ba giỏ rồi anh. Lấy tay vô mà. Lấy tay vô mà. Đi kiếm thắng kìa. Gì con? Chúng tôi xin chào các bạn chương trình cái đấy. Mắt lên trên luôn đi má.
mời mời anh tập một trang đứng bên trong. Ngồi lên, ngồi đây, ngồi đây nào lại. À, thì hôm nay bà nội còn lại gì đó, điền
của còn ở đây rồi. Ông cậu ơi, nhận nó dành con luôn nha ông cậu. Ông cậu ơi, con cậu không nội làm nha. Dạ gì đó ơi, tôi hỏi con rượu cho ông nội luôn kìa. Rồi cho hai chú cùng ly đó nha. Rồi giờ anh đi dành con luôn nha. Ok, quá đẹp. Xin mời mấy kia bác. Đây là bác hai rồi. Con bác là bác hai. Đây muốn dạy cha mẹ đứng đây. Cha mẹ đứng đây. Bác ơi, bác lớn đây. Dạ dạ, ai nhìn bác toàn rồi. Bác ơi, bác lớn đây. Rồi nhận đây dùm con luôn nha. Bác ơi, trời ơi, một hai. Cô Tư, cô Tư xin mời đó. Cô Tư. Nhiều quá nó thiếu. Cầm hai luôn đó. Vui vẻ rồi. Rồi giờ rồi giờ mới đây luôn nha. Chờ ra 1, 2, 3, ok. Bây giờ đi đi. Xin mời hai thư gia bên trai và hai chục một cô đình giữ đứa con để làm kỷ niệm sau này. Rồi dạ đây đâu nha, một hai ok một người ơi, cũng xin kính mời tất cả. Đi xin mời cô dâu ra để cho chú rể chưa em nữ trang đâu có một gió này thì... con gái ơi, con gái con gái này con hết trang không ở đây nè, qua đây trời giảm đây nè, trời lên một con đi rồi giảm đây nha, một hai ok, ngồi nước có chính giữa nhìn chứ nào định các ok. Và đây là cái con đi. Để lại đi. Theo ông vậy móc được ra vậy móc lên nè, nó mới được. Thank you.
Không vừa gì? Chặt hay. Sao chả có chặt đâu. Tại con máy. Đo rồi. Tôi rửa tay tôi luôn. Rồi, cầm cái đâu cho con một cái nha. Rồi, ok. Rồi, con nào chơi thì chơi dùm con mà dùm con đây nha. Rồi, thì chơi dùm con nè, chờ lên, 1, 2, 3, ok. Rồi, dùm con đây dùm con đây nha. Ok. Ok. Chưa nè. Chưa. Còn cái này là bút tạc mẹ. Ủa là bút tư rồi trời. Rồi giờ ra đây giờ nè luôn nha. Chị ơi nhà đây là cờ lên nọt cho vô. Chú dễ sát vô chú dễ ơi. Nọt hai. Ok. Rồi giờ nè luôn nè. Chú dễ bước vô trong đứng chú dễ. Rồi cờ lên nha. Nọt hai. Ok. Bỏ cái hộp qua đi con. Rồi nhìn cái đây dùm con nè, các cô giáo nhìn đây, trời ơi nó hai, ok. Rồi vô cái tay luôn, rồi chị nhìn cái đây luôn nè. Rồi cầm cái tay nhìn cái đây dùm em đây chị. Nghe đây, trở lên 1, 2, ok. Để em gái nghỉ ngày. Rồi vô đi. Cầm que. Ê, bị mệt chị má. Đó là ngủ.
Ủa đừng quay hình đó hả? Rồi chơi nha. Chơi nào một. Tối già nha, tối quá rồi. Quậy quá thì chứ. Rồi là đây rồi nha, rồi nha. Thầy giáo mà bảo chị đem cái khúc này nè. Nhỏ đang nhai luôn à. Để em gặp chạy cũng chắc. Thằng trai qua thằng gái, phải thằng gái qua thằng trai chứ. Rồi rồi. Đi bánh nè. Ok. Đi bánh đi về. Nói chung thì nhà thằng trai cũng gần à. Chạy vỏ khoảng mười mấy phút tới rồi. Đi luôn anh ơi, mất công rồi, đi qua đi lại nữa, đi luôn. Đi chạy. Đi luôn. Thôi chắc mà. Đi chạy. Nó đi lớp 2 3 phút đi gì đó. Đây là gọi. Đây nhậu gửi đây cả nhà. Gõ người ly đi, ngồi ly thì xuống vỏ. Dạ. Một hồ. Lấy nữa, một ly nữa. Một hồ. Điều ly say không lẽ là một ly rồi say sao? Cái này đúng là đưa tới bến luôn nha cả nhà. Mẹ ra, phải không? Mẹ ra. Ở đây bằng mình. Đúng luôn chưa? Ờ, không. Nè. Có chứ. Tài xế mà. Có không? Ông anh kiếm kiếm nè, có không? Cưới người ta coi. Sao? Hồi qua, xíu qua. Xíu qua. Anh qua đây vậy? Đồ cũ của anh á. Sao ở đây đàn mới qua được? Ở đàn đi, ở đàn qua. Đây mới đám nói thôi cả nhà. Bữa nay đám nói cả nhà. Đây cô dâu đây. Đây cô dâu đây, cô dâu đây. Ê uống mày không? Ủa, cái này đàn trai quá nữa. Đi đâu vậy? Ủa đi đâu? Cầm luôn đi. Luôn quay qua cho em ơi. Xuống nào. Quá nhiệt tình luôn không? Ờ đã, trời ơi. Chịu không nổi luôn á. Giờ bỏ xe em qua nha. Ok. Lụm luôn. Bên đây đông lắm không có gì đi hết được. Quá đông rồi ngày. Mình vẫn đậm cứng. Không đậm cứng. Ai đổ cái đó lên á. Lâu dữ mới gặp à. Ấy sao đã không không tới luôn nha. Tết rồi đi thăm anh thử. Đám cưới miền Tây. Cái gì? À, xin miếng ngồi không? Ừ. Chạy vô rẻ kìa. Ủa cô dâu không? Cô dâu. Dạ. Miếng ngồi không? Ở ngoài trước kìa, để từ. Ngồi nè. Đây mấy anh. Tư. Ủa nãy ba ly mà chưa có nào. Rồi vậy chút. Hẹn gặp lại. Đi ngủ không? Đi ngủ đi. Em đi xuống vô. Nè nè cái nắp nè đem đi. Thôi anh lấy hai ly lại. Ừ. Có gì á. Chạy chạy rồi ôm uống cái. Quá trời. Trai quá nhiệt tình rồi vậy. Ôi xíu qua nha.
Ơi. Quá dữ rồi. Kìa dẹp, vô với em dâu kìa. Người nữa chơi nha. 5 phút nữa, 5 phút nữa. 5 phút tới. Ghê trời. Vậy trời, mày uống mấy cái ổi trời. Mà xuống mấy này không. Bữa nay dính cái cửa rồi, yếu quá. Mày uống ổi rồi. Sao kỳ Hữu Thành. Hữu Thành bữa nay bị dính cửa rồi. Chút qua tới á, ơi, chút qua tới đó. 1, 2, 3, go. Hữu Thành bữa nay là nhảy. Nhảy. Đừng ai về nghe. Nói chung là phải mình phải đưa tới bến vậy mới được. Nhà gái mà phải đưa tới bến nhau nhà trai luôn.